Anh em cần bát VIP, bát cao cấp, liên hệ ngay số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc liên hệ số Zalo 0363 299 253. Uy tín, nhanh chóng, bảo mật thông tin khách hàng 100%. Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Trong cái video này thì mình sẽ làm về con tàu RF Project 2145. Thì có thấy hai bạn là bạn ý cùng có ý kiến là bảo về làm cái con tàu này, cho nên là mình sẽ gộp hai cái ý này lại và mình làm luôn chung một cái clip. Thì một bạn thì bạn ý bảo là làm về con tàu này và cho cái nhận xét đánh giá về con tàu này. Còn một bạn thì bạn ý bảo là hãy lắp hai cái tên lửa Nava, một cái khe X2 là tên lửa X51, nói chung là hai Nava và hai X51, một cái pháo Monarch, còn lại thì tùy. Nói thì là tùy chứ còn thực ra thì cũng chỉ còn có mỗi cái phòng không, mấy cái trực thăng thôi. Đấy thì mình lắp tạm như thế này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lắp theo đúng cái trang bị như thế này bạn yêu cầu. Sau đó thì mình sẽ chơi một trận và mình sẽ cho cái đánh giá và cảm nhận được cái lối chơi của con tàu này. Rồi ok, bây giờ bắt đầu thôi. Cái con tàu này thì cái lối chơi của nó thì anh em cứ hiểu đơn giản như là nó là một cái phiên bản nâng cấp của con CGX ấy. Đó, cái vũ khí của nó thì nó rất giống với con CGX. Thì anh em nào mà chưa có xem cái clip cái con CGX thì anh em có thể tìm lại những cái video của mình về con tàu CGX ấy. Đó, thì cái lối chơi của con 2145 này thì nó cũng na ná như vậy thôi. Thì mình sẽ phá map ra. Cái con này thì anh em cứ đi cùng đồng đội là ok rồi. Vâng, núp đâu nhanh thế. Vâng, có cả quân ship này là khá là khó chịu đây anh em. Wow. Nakimot à. Trời ơi, là có cả tàu ngầm luôn. Vâng, cái tình trạng này là thấy không ổn rồi đây anh em ơi. Tạp 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 té thôi anh em, tạp tạp té thôi. Dí mình gấp quá anh em ạ. Làm gì mà ghé mình kinh thế, cứ phải ghé mình ra bằng được cơ. Đấy rồi các bạn ăn mình tiếp đi. Như vậy là nó vẫn né được anh em ạ. Con tàu Swanship này nó rất là khó chịu nha anh em. Nó chạy khá là nhanh. Vẫn né. Rất ghê. Rồi cuối cùng thì nó cũng chết. Rồi sao nhìn chói vậy. Lặn nhanh thế nhở. Rồi thì anh em có thể hiểu đơn giản là như thế này. Cái con tàu này thì nó chơi nó khá giống với con CGX ấy. Anh em chơi thì cứ tránh xa chúng nó ra, đi cùng đồng đội và tránh xa ra. Con anh em tàu này thì nó không áp sát được đâu.
cái lối chơi của con này thì nó giống y hệt như CGX thôi, anh em cứ đi cùng đồng đội và chủ yếu là bắn từ xa thôi, chứ còn nếu mà đứng gần thì không lại nó đâu. X4 tên lửa thì nó mạnh thật, nhưng mà nó nếu mà anh em dùng X51 thì nó hồi lâu, mà nếu mà dùng cái vũ khí khác thì nó lại có thể bẫy mồi tên lửa được. Sát thương thì chủ yếu là dựa vào tên lửa thôi, cái chất của con tàu này nó là tàu spam tên lửa. Nó hơn CGX cái là ở cái lượng máu, nhưng mà nó lại thua CGX ở cái điểm đó là nó không có khả năng tàng hình. Đó, nó lại thua ở cái đấy. Ok, mình sẽ thử chơi lên một cái trận nữa để cho anh em có cái nhìn thực tế hơn về cái con tàu Project 2145 này nhá. Nói thật là cái trận này thì mình chơi theo cái combo này ấy, thì nó hơi khó, bởi vì là cái yêu cầu này của bạn, bạn ấy bảo là 2 X51 và 2 Scap Nava. Mình chơi RF Project 2145 này thì mình hay lắp tất cả là giống nhau, chứ mình không có lắp theo cái kiểu như thế này. Cho nên là vừa phải lái X51 vừa ngắm tên lửa Nava nó rất là khó. Mình vừa thấy một cái con tàu gì rất là dị. Con tàu này tàu cấp 1 à? Vâng, đội bạn chơi tàu cấp 1 anh em ạ. Vâng, mù mắt gaming rồi. Thế này là mù mắt gaming nha anh em. Tai nhỉ? Sao lại mang tàu cấp 1 đi nhỉ? Đây này, chính là cái con tàu này này anh em này. Đây, nó chết luôn rồi, mình vừa bắn cái nó chết luôn rồi.